Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 7, hơn 1.228.500 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là lần giao vaccine AstraZeneca thứ 5 với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Theo hợp đồng đặt mua 30 triệu liều của Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC, 3 tuần qua, kể từ ngày 9 tháng 7, đã có hơn 2,7 triệu liều AstraZeneca về Việt Nam thuộc hợp đồng mua này và chuyến hàng sau số lượng nhiều hơn chuyến trước. Cụ thể, đợt 4 về ngày 15 tháng 7 với 921.400 liều, đợt 3 580.000 liều về trước ngày 9 tháng 7. Trước đó thì đợt 2 về tới là ngày 25 tháng 5 với 287.600 liều và lô đầu tiên giao vào ngày 24 tháng 2 với 117.600 liều. Như vậy, trong 6 tháng qua, AstraZeneca đã giao thành công 3,1 triệu liều vaccine trong hợp đồng với VNVC, chiếm khoảng 37% tổng lượng vaccine COVID-19 AstraZeneca được cung ứng cho Việt Nam. Hiện tổng cộng gần 8,6 triệu liều vaccine AstraZeneca được cung ứng cho Việt Nam thông qua 3 nguồn gồm hợp đồng đặt mua trước với VNVC, cơ chế COVAX và viện trợ song phương giữa chính phủ các nước. Vaccine AstraZeneca hiện chiếm 77% nguồn vaccine phòng COVID-19 trên cả nước. Số còn lại gồm 500.000 liều vaccine Sinopharm do Trung Quốc tặng, 2 triệu liều Moderna do Mỹ tặng, gần 200.000 liều Pfizer theo hợp đồng với Bộ Y tế mua. Tiếp tục bản tin sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Nhận được thông tin từ đại diện tổ dân phố, chị Hồng đã đến trạm y tế phường Phúc La, quận Hà Đông để đăng ký tiêm chủng vaccine COVID-19 cho cả gia đình. Tại đây, chị được nhân viên y tế hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký. Đại diện trạm y tế phường Phúc La cho biết, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, tính đến thời điểm này đã có khoảng 5.000 người đăng ký. Hiện danh sách này đã được nhập dữ liệu trên sổ sức khỏe điện tử. Chúng tôi có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là đăng ký bằng tờ khai điện tử, tức là sổ sức khỏe điện tử. Còn cái thứ hai là chúng tôi sẽ thu đăng ký bằng phiếu giấy để chúng tôi tổng hợp. Thế thì trước khi cái phòng đăng ký phiếu giấy đó thì khi họp thì chúng tôi đã triển khai về các tổ dân phố. Đối với các tổ dân phố thì các bác tổ trưởng, bí thư sẽ triển khai vào cuộc là đăng ký cho những cái trường hợp mà tổng hợp cái trường hợp đó để gửi lên y tế. Còn những trường hợp mà bận hoặc là không có nhà thì lúc đó các bác sẽ tổng hợp và lộp sau. Thì khi chúng tôi lộp xong thì chúng tôi sẽ lên nhập máy vào dữ liệu theo từng tổ dân phố một. Và khi lập xong thì chúng tôi sẽ chuyển lên hệ thống để đảm bảo được cái công tác đăng ký vaccine cho bà con. Ngoài việc đăng ký trực tiếp tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn, người dân có thể đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 hoặc tại ứng dụng sổ sức khỏe điện tử cho điện thoại dùng hệ điều hành Android và iOS. Hà Nội sẽ căn cứ vào các phiếu đăng ký của người dân để sàng lọc cụ thể từng đối tượng, bố trí lịch tiêm, địa điểm tiêm trên cơ sở công bằng, minh bạch. Hiện nay thì tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố cũng đã triển khai nội dung này. Thế thì người dân cũng sẽ khai báo bằng hai hình thức, một là khai báo online, hai là khai báo giấy. Thế mà thường thì cái việc mà khai báo giấy nó sẽ có hiệu quả và nhanh hơn rất nhiều để nó tránh trùng lập. Bởi vì nếu như mà một đối tượng vừa khai giấy vừa khai online thì đến cơ quan y tế sẽ lại phải lặp lại để cho nó tránh trùng. Thế thì hiện nay thì các tổ dân phố cũng như là các xã phường thì đã hướng dẫn người dân khai báo giấy rồi, thì để trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ tổng hợp và sẽ triển khai tiêm theo thứ tự ưu tiên 10 đối tượng ưu tiên thành phố đã đề ra trong phương án chiến dịch tiêm chủng. Đảm bảo cái việc tiếp cận vaccine hết sức là minh bạch thì chúng tôi đã thực hiện cái việc đăng ký tiêm chủng cho người dân trên web, trên app và có thể đăng ký bằng giấy. Và chúng tôi thấy rằng là người dân rất là tích cực trong cái việc đăng ký tiêm chủng. Và cái việc đăng ký tiêm chủng thì giúp cho ngành y tế có thể chủ động trong kế hoạch tiêm chủng và chúng tôi sẽ mời người dân theo giờ để mà thực hiện cái việc tiêm chủng. Với việc đăng ký tiêm chủng như vậy thì chúng tôi cũng thể sàng lọc được những cái bệnh mãn tính, những cái bệnh lý nền hoặc là những cái tiền sử dị ứng của người dân để mà có thể mời người dân ra tới các điểm tiêm chủng cố định, điểm tiêm chủng lưu động trên địa bàn hoặc tới tiêm chủng tại các bệnh viện, đảm bảo cái an toàn tiêm chủng cao nhất. Trong chiến dịch này, số lượng người trong độ tuổi cần tiêm của Hà Nội là trên 5,1 triệu người, đồng thời mở rộng sang các đối tượng khác. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 2 triệu người đăng ký tiêm chủng. Hiện nay, phương án đưa ra là sẵn sàng 1.200 dây chuyền tiêm. Nếu nguồn cung vaccine bảo đảm, thành phố phấn đấu đạt tối đa 200.000 mũi tiêm một ngày, đồng thời huy động 100 tổ cấp cứu cơ động.
để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp xảy ra các phản ứng sau tiêm. Tôi cũng đã có đầy đủ, xây dựng đầy đủ các cái kịch bản cũng như là các cái phương án, bởi vì là ngoài các tại mỗi cái điểm tiêm có thể là điểm tiêm cố định hay dịch vụ thì ngay tại cái điểm tiêm đó chúng tôi đã phải có các cái phương án để xử trí các cái phòng chống sốc phản vệ rồi. Tuy nhiên thì ngoài ra thì có các cái tổ cấp cứu lưu động, ngoài ra Hà Nội nữa còn huy động một khoảng độ 100 cái xe cứu thương sẵn sàng túc trực tại các cái điểm để làm thế nào đó khi mà xảy ra các trường hợp không may phản ứng sau tiêm cũng như là cái tai biến nặng sau tiêm thì có gì cấp cứu kịp thời ngay. Được biết, hiện thành phố sẽ ưu tiên 13 nhóm đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, theo Sở Y tế, người dân không nằm trong các nhóm đối tượng nêu trên nhưng có thể ưu tiên tiêm chủng theo yêu cầu của công tác phòng chống dịch tại từng thời điểm, thể theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Ngoài ra, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai, chiến dịch sẽ có điều chỉnh, ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh với nguyên tắc ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở các quận huyện đang có dịch. Tại chương trình tập huấn, các cán bộ địa phương cấp xã, cấp huyện được hướng dẫn chi tiết kế hoạch chuẩn bị ứng phó theo từng kịch bản thiên tai có thể xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh, hướng dẫn cụ thể vai trò, nhiệm vụ của lực lượng xung kích địa phương theo phương châm 4 tại chỗ trong tình huống xảy ra khủng hoảng kép thiên tai và dịch bệnh. Khóa tập huấn cũng hỗ trợ các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai, đảm bảo mục tiêu chống dịch. Tại cái nơi sơ tán dân cũng phải ứng phó đến cái vấn đề là giãn cách trong cái sơ tán khi phát hiện ra những người bị nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh. Đặc biệt ở đây chúng tôi thấy là ngay cái lực lượng phòng xung kích phòng chống thiên tai đấy là chúng tôi cũng phải đã chỉ đạo là tăng cường, và chúng tôi cũng đang đề nghị là phải xây dựng cả một phương án là đưa cái lực lượng như là tính đầu người để đưa cái lực lượng y bác sĩ rồi lực lượng được tập huấn nghiệp vụ để xuống giúp dân trong cái lúc mà có dịch bệnh xảy ra. Theo tổ chức UNICEF tại Việt Nam, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động tới từng khía cạnh của cuộc sống, từng gia đình và từng người dân, đặc biệt là nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất như trẻ em. Đại dịch COVID-19 và thời gian giãn cách xã hội khiến nguồn lực và hoạt động phòng chống thiên tai gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, nguy cơ thiệt hại khi thiên tai xảy ra ngày càng lớn nếu không có những kế hoạch chi tiết phòng ngừa ngay từ lúc này. Thật ra thì bài học kinh nghiệm thế giới thì nó cũng tương tự như là cái mà chúng ta đang áp dụng Việt Nam, đó chính là làm thế nào chúng ta đảm bảo được áp dụng 5K và chiến lược vaccine trong công tác phòng chống thiên tai. Bởi vì chúng ta biết là khi mà thiên tai xảy ra và cái việc di dời dân là phải thực hiện thì nó dẫn đến cái bối cảnh là chúng ta phải tập trung đông người, vì di dời dân thì phải tập trung đông người. Thế thì làm thế nào để đảm bảo áp dụng được 5K, có nghĩa là khẩu trang này, khử khuẩn này, giữ khoảng cách này, rồi khai báo y tế này, thì chúng ta áp dụng được trong cái bối cảnh tại những cái địa điểm di dời cũng như là trong cái quá trình di dời là cái mấu chốt quan trọng nhất. Sau buổi tập huấn, các địa phương cần tập trung rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung, chuẩn bị trang thiết bị, máy móc cần thiết để đo thân nhiệt, phân loại đối tượng để xây dựng phương án sơ tán, thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch trên nguyên tắc 5K, sẵn sàng phương án huy động nhu yếu phẩm thiết yếu, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.